Gần được. Nhưng mà hôm nay con bắt đầu thực hành cái nốt hoa mỹ. Con nháy nhanh hơn một chút nữa để cho cái tiếng của nó được long lanh hơn nhá. Gần được, gần tốt. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là cái nốt hoa mỹ hoàn toàn nó không ảnh hưởng gì đến giá trị của một ô nhịp, đúng không? Cái giá trị phách của nó là bằng 0. Luôn luôn nhớ cho cô như thế là được nha. Nháy nhanh hơn nữa để những cái tiếng hát đến cái tiếng đó nó được láy, nó được long lanh hơn, nó được nhí nhảnh hơn, nó được ngộ nghĩnh hơn nha.